이거. Hôm nay ở đây mình có trên tay một cái đèn led Yanru 6.e. Thì cái clip trước hình như là clip số bao nhiêu quên mất rồi. Nè các bạn xem đây, thì mình đã review một cái đèn led Yanru 600L2 Pro. Thì cái 6.e này nó là một cái phiên bản anh em họ hàng với thằng kia, nó tối giản cái này và nó tăng cái kia, thì nó rẻ hơn một chút. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thử và so sánh. Thực ra cái đèn đó mình không có ở đây tại vì mình đã bán nó rồi. Mình sẽ nói cho các bạn những cái điểm mà nó khác so với cái kia để các bạn có thể chọn những cái đèn led sao cho nó phù hợp. Thì ở đây đầu tiên mình nói là những cái đèn led này phù hợp với những cái bạn quay phim phỏng vấn, quay phim review, quay phim YouTube và nói chuyện trước camera như mình chẳng hạn. Thì hiện tại thì mình đang dùng một cái đèn khác, đó là cái đèn lặn của GoPro. Đây các bạn thấy cái đèn nhỏ xíu à. Đó. Đèn này là dùng để lặn dưới nước, nhưng mà mình tiện mình quay phim luôn, mình so sánh với các bạn độ mịn thì các bạn sẽ thấy cái ánh sáng phía đằng sau nó rất là gắt đúng không? Nó rất là gắt luôn. Nhưng mà để xem mình chuyển qua một cái đèn led bản to thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt như thế nào nhá. Đấy, các bạn sẽ thấy cái bóng phía sau nó mịn, nó rất là mịn, đó là sự khác biệt của đèn led bản to và những cái đèn led nhỏ. Thì các bạn bản led to nó sẽ giúp cho ánh sáng mịn hơn và làm cho da dẻ của mình nó không bị gắt, những cái đường bóng nó sẽ đổ mịn mờ, thì việc quay review nó sẽ làm cho cảm giác dễ chịu hơn, nhất là đấy, ánh sáng quá gắt nè, ánh sáng này mịn nè, phù hợp với các bạn quay phim review trong nhà. Thì nếu như mà các bạn mua cái này á, thì có thể sẽ phân vân giữa hai cái đèn led là pro hay với cái này, tại vì bản pro á nó khác cái này là cái bản pro nó có cái remote. Và mình nghĩ cái điểm đó cũng sáng tạo được rất là nhiều. Ví dụ như bạn đang ngồi như thế này đúng không, và bấm remote tắt bật thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái để cho bạn sáng tạo, để cho các bạn sáng tạo các bạn có thể điều khiển remote để nó thay đổi độ vàng. Còn ở đây bắt buộc các bạn phải ngồi điều khiển bằng tay và tăng độ sáng hay giảm độ sáng. Đó, tăng độ vàng nè. Nên cái remote mà tăng thêm một số tiền như vậy thì mình cũng nghĩ là phù hợp thôi. Thực ra mình tưởng là cái đèn này nó có remote, nhưng mà khi mua về thì nó lại không có remote, không có điều khiển bằng tay hoặc là Bluetooth qua điện thoại như cái đèn Pro kia. Nên điểm này là mình khá là hụt hẫng, nhưng mà thôi chấp nhận thôi. Vì thực tế thì nó mịn, mình đỡ mất công phải disfill nó cho nó mịn ra, nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều. Nên mình chấp nhận là ôi thôi mình sẽ bỏ đi những cái hiệu ứng mà mình nghĩ là sáng tạo được với cái việc dùng remote. Còn ngoài cái việc khác nhau là có remote, bản Pro có remote, còn cái bản E này không có remote thì nó còn khác nhau nữa. Đó là cái bản E này nó rộng hơn, bản Pro nó chỉ khoảng tới đây thôi.
còn bản E nó rộng hơn, chính vì thế cho nên là cái việc ánh sáng nó sẽ mịn hơn. Và cái bản E này nó còn mỏng hơn nữa, nó rất là mỏng. Và tại sao người ta đặt nó là E thì các bạn sẽ thấy là thì có MacBook Air này, iPad Air thì mấy cái bếp Air là những cái siêu mỏng đó. Bên Apple á thì đặt cho những cái sản phẩm mỏng thì mình nghĩ là anh này cũng thấy chữ E hay nên là đặt cho chữ E, nên cũng khá là hợp lý khi mà bản E này nó mỏng hơn và nó rất là nhẹ. Tuy nhiên là nó có một điểm hơn nữa, đó là nó dùng cái sự tản nhiệt, nó dùng tản nhiệt lạnh bằng kim loại nên là không có cái quạt tản nhiệt ở đây. Và việc không có quạt tản nhiệt này đôi khi có thể nó sẽ nóng hơn cái bản kia nhưng nó sẽ im lặng hơn. Thực tế là mình cũng khá là bực mình với cái tiếng quạt của bản Yanlu 600 Pro, nên chấp nhận là nó nóng hơn một tí cũng được. Khác một điểm nữa là ở phía đằng sau này nè, khi mà điều khiển thì nó có hai cái nút vặn, dẫn đến là mình rất là dễ nhớ, bên này trắng bên này vàng, vì vậy nên vặn luôn, nó không có phải rắc rối như là anh chàng bên kia. Là khi mà mình chỉnh thì nó chỉ có một cái nút vặn ở một bên thôi và mình phải bấm nút để chuyển qua đèn trắng đèn vàng, còn ở đây thì mình cứ vặn bên nào là nó đổi bên đó thôi, nó tiện hơn rất là nhiều so với bản Pro kia. Và cá nhân mình thì mình cho rằng là cái đèn LED E này mình sẽ thích sử dụng hơn là cái kia, nhẹ hơn, ánh sáng mịn hơn, mặc dù không có Bluetooth nhưng mà điều khiển bằng tay ở đây nó nhanh, nó dễ hơn. Mình rất là hài lòng với nó. Còn các bạn thì sao? Các bạn đang sử dụng hệ thống đèn gì? Các bạn có thường dùng đèn hay không? Mà các bạn nghĩ rằng là cái đèn nào tốt hơn đèn này không? Thì comment bên dưới nha. Giờ mình trả tới 2 triệu rưỡi tao cũng làm. Kiếm cái nào gì để làm chứ, chỉ làm nặng mà lấy làm được. Chị ơi, chị đeo tai phone như nói chuyện ồn nào người ta không ngủ được á chị ơi. Mình đi làm.